Bạn thân mến, làm sao để có được cuộc sống tự do cho riêng mình? Đây là một câu hỏi mà nhiều người đã từng tự đặt ra trong suy nghĩ của mình, và đây là một câu hỏi không dễ dàng để trả lời. Cuộc sống tự do không chỉ là việc có nhiều lựa chọn và không bị ràng buộc, mà còn là về việc xác định mục tiêu và giá trị sống của bản thân. Làm sao để được sống là chính mình và được tự do sống trong xã hội này? Trong cuộc hành trình khám phá tâm linh, chúng ta sẽ khám phá những khía cạnh của sự buông bỏ để đạt được cuộc sống tự do thực sự. Đây là một cuộc hành trình đòi hỏi sự tự nhận biết, việc tự quản lý và cả sự can đảm để rèn luyện bản thân thay đổi. Hãy khám phá nội dung dưới đây, cùng những câu chuyện truyền cảm hứng, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách làm sao buông bỏ để đạt được tự do tâm trí. Con người bình an, vô sự là con người tự do, người tự do là ở đâu cũng làm chủ được mình. Chúng ta nói đến tự do, điều này không có nghĩa là tự do về chính trị hay tự do về tôn giáo. Có những loại tự do khác mà chúng ta phải tranh đấu ngoài xã hội mới có được. Tự do này có nghĩa là tự do đối với những phiền não của chính mình, tự do khỏi tham vọng, thèm khát, khỏi sự giận hờn, tuyệt vọng, tự do khỏi ganh tị, những tính toán thiệt hơn, hay những lo lắng muộn phiền. Tất cả những cái đó làm chúng ta mất đi tự do thực sự, và con người vô sự trước hết là con người tự do. Đối với những tâm hành tiêu cực đó, ở đâu chúng ta cũng làm chủ được mình. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người vô sự cũng có thể an lạc, có thể mỉm cười và hạnh phúc được. Nếu mình có được cái thấy chân thực đó, thì mình không còn bị kẹt vào những chi kiến sai lầm, vì vậy mình cũng không bị kẹt vào những hóa thân của tư tưởng đó. Người vô sự được hiểu là người không bận rộn, không đối tượng, không vấn đề và không lo lắng. Chẳng hạn khi chúng ta thấy một bông hoa sinh ra, chúng ta gọi đó là tướng sinh, và khi bông hoa lớn lên, nở ra, chúng ta gọi là tướng trú của bông hoa. Đến khi hoa tàn, chúng ta gọi đó là tướng diệt của bông hoa. Chúng ta không vì nó sinh ra mà bám chấp, và cũng không vì bông hoa diệt đi mà thấy muộn phiền. Chúng ta biết mọi thứ đều vô thường, mọi thứ đều biến đổi, vì vậy chúng ta không bị mắc kẹt vào bất cứ thứ gì. Tương tự khi bạn nhìn thế giới, sự nghiệp và những người xung quanh, chúng ta cũng không bị kẹt vào những tướng sinh, trú, diệt của nó. Từ đó mà chúng ta không còn lo lắng hay sợ hãi. Và bất kể ai trên thế gian này đều có sự thay đổi như vậy. Cho dù mọi sự vật quanh mình và chính bản thân mình có đi ngang những hình tướng như vậy, chúng ta cũng sẽ không biến mình thành nạn nhân của sự buồn vui hay thương ghét và không đổ lỗi cho người khác. Chúng ta không than phiền rằng hoàn cảnh như thế đó, người ta như thế đó, cho nên tôi mới như thế này. Nếu như mình có những yếu kém, những lỗi lầm là tại vì mình còn thiếu sót gì đó, cho nên mình không đổ lỗi cho người khác, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, do đó mà mình đứng vững trong mọi cái thấy của mình, không tìm cách bào chữa bản thân. Và khi mình làm chủ được bản thân, thì mình chuyển hóa được hoàn cảnh, mà không để hoàn cảnh chuyển hóa lại mình. Có người từng nói rằng, một ngày 24 giờ đồng hồ, nó không kiểm soát được tôi, nhưng tôi có thể kiểm soát được 24 giờ một ngày. Mình có chủ quyền với thời gian và với tất cả mọi thứ. Mình thay đổi được những thứ bên ngoài, và ở trong cuộc đời, mình không bị cuộc đời xô đẩy, nhấn chìm, giống như hoa ở trong bùn mà không bị hôi tanh mùi bùn. Đó là một người vô sự, người tự do. Người có chính kiến. Có một vị võ sĩ đang câu cá bên hồ. Ông tức giận vì hôm nay không thu hoạch được nhiều cá như ông mong muốn. Bỗng có một vị thiền sư đi ngang qua chỗ ông. Võ sĩ liền nghĩ, những người xuất gia luôn tỏ ra thanh cao, nhưng rốt cuộc chỉ là những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Vì muốn thể hiện sức mạnh của mình, ông đã cầm một con cá trong tay và ra thách thức với thiền sư rằng, này vị cao tăng, chúng ta thử đánh cược đi. Ông hãy đoán xem con cá trong tay tôi còn sống hay đã chết. Nếu ông đoán đúng, tôi sẽ cho ông đi qua đây. Nhưng nếu ông đoán sai, thì phải quay lại con đường vừa nãy ông đã đi. Vị thiền sư nghe vậy liền hiểu, người võ sĩ này đang muốn chứng tỏ mình, việc được đi qua đây hay không không quan trọng. Quan trọng là nếu giờ ông đoán con cá đã chết, người võ sĩ chắc chắn sẽ thả nó ra. Nhưng nếu ông nói nó còn sống, người võ sĩ đó sẽ ngầm bóp chết con cá. Vì vậy thiền sư đã trả lời, con cá đó đã chết rồi. Và đúng như thiền sư dự đoán, võ sĩ đó liền buông tay ra cười to và nói, thiền sư, ông thua rồi, hãy nhìn xem con cá này vẫn còn sống. Thiền sư mỉm cười thản nhiên nói, đúng vậy, tôi thua rồi. Vị võ sĩ tự đắc nói, ông thua rồi và do đó ông không được đi qua chỗ này. Vị cao tăng mỉm cười quay lại con đường mình vừa đi. Bài học rút ra từ câu chuyện, thiền sư quả thực đã thua vị võ sĩ trong vụ cá cược, nhưng ông đã thắng trong việc đạt được mục đích của mình. Và ông đã cứu được một con cá nhờ vào năng lực nhìn thấu lòng người của mình. Đó chính là sức mạnh của người quân tử. Bằng tâm quân bình,
không bám chấp vào những được mất hơn thua với người, mà ông có thể giữ được sự sáng suốt trong tâm trí, để mình không bị dao động trước những lời thách thức, khinh khi, đồng thời với tấm lòng từ bi rộng lớn, thiền sư có thể làm mình trở nên cao cả, mà buông bỏ được hết những danh tiếng ở đời, chấp nhận thấp hơn người để cứu được mạng chúng sinh. Bản thân luôn là con người thật chính mình, trong mọi hành động, lời nói, cử chỉ, và cả suy nghĩ. Trong khi nói, chính mình đang nói, trong hành động, chính mình đang hành động, trong cử chỉ, chính mình đang cử chỉ, và trong khi nghĩ, chính mình đang suy nghĩ. Mình không cần phải đóng kịch, phải trình diễn cho bất cứ ai, mình không cần phải đóng vai để vừa lòng ai, và do đó mình là con người thật chính mình. Người vô sự là con người chân thật, người có chủ quyền, bất cứ chỗ nào mình có mặt, mình cũng luôn là con người thật của mình. Vì mình có khả năng sống với con người thật của mình, cho nên mình không phải làm dáng, làm điệu, và không cần phải chứng tỏ với bất kỳ ai. Những người vô sự có thể sống một cuộc sống bình thường, và chỉ là một con người bình thường, họ không cần có nhu cầu làm một người đặc biệt cho người khác thấy. Một bông hoa có thể nở ở nơi hang cùng ngõ hẹp, nó không cần chứng tỏ cho ai thấy nó đang nở, nó không đau khổ khi không ai ngắm nhìn nó, và nó không hãnh diện khi người khác tới ngắm nhìn nó. Mình có thể sống một cuộc sống bình thường, mình chỉ cần là một con người bình thường, một người bình thường vô sự, nhưng có giá trị sống cao hơn những người tự xưng là người đang đi trên con đường tự do, giải thoát. Những người tự cho mình là người đang đi trên con đường tự do giác ngộ, vẫn còn tâm niệm yêu thánh, ghét phàm, vẫn còn cái nhìn nhị nguyên, cái nhìn phân biệt đối xử, vẫn còn đi tìm cầu, chưa dừng lại được, thì người đó chưa phải là người tự do giác ngộ. Nếu một người tu hành mà thấy mình khác người, thì người đó vẫn chưa phải là người tu hành đích thực. Nếu một người tự nghĩ mình là tự do, thì người đó vẫn chưa phải là người tự do, bởi vì họ đang còn mắc kẹt với vị trí đó, với danh hiệu hay địa vị đó, và do đó họ chưa nằm trong địa vị đó. Một người đang mắc kẹt cho dù chỉ một ý niệm, thì người đó vẫn chưa phải là người tự do. Một người vô sự sẽ không đi tìm cầu, không phân biệt, không còn ham muốn. Một người dừng lại được những tìm cầu, những ham muốn. Một người không còn cảm tưởng mình đang còn thấp, phải đi lên cao, hay cảm tưởng mình đã cao và mình không còn thấp nữa, thì người đó là một người giải thoát và tự do thực sự. Một người vô sự tuy rất bình thường, nhưng lại hết mực được mọi người tôn kính, ca tụng, và được trời đất tương hỗ. Bởi vậy cho nên người bình thường mà vô sư là một người lý tưởng. Và nếu bạn là người vô sự, bạn sẽ nhận diện được những con người vô sự khác. Những người như vậy không cần có hình tướng bên ngoài. Nếu một người mà không ai biết, không ai thấy họ là ai, mà người đó không buồn, không giận, thì người đó đích thực là một người quân tử. Một người vô sự là một người quân tử. Có rất nhiều tài năng, có rất nhiều đức tính, nhưng không cần ai công nhận. Nhân bất tri, nhân bất quẩn, bất diệt quân tử hồ, có nghĩa là không cần ai thấy mình, mình không giận hờn bất cứ ai, thì người đó há chẳng phải là một vị quân tử hay sao? Rốt cuộc sự nghiệp một đời người là giải thoát, là trí tuệ, hay là cái danh hiệu mình để lại cho đời? Nguyễn Công Chứ từng nói rằng, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Bạn muốn mình được công nhận hay muốn mình được tự do và hạnh phúc? Và một người khi đã mắc kẹt vào cái danh hiệu nào đó, thì có lẽ họ sẽ bị chính cái danh hiệu đó điều khiển cuộc đời mình, và cuối cùng danh vọng đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay giúp ích gì cho cuộc đời. Nguyễn Công Chứ từng nói điều này, bởi vì ông đang sống cho lý tưởng danh vọng và sự tự khẳng định mình. Nhưng một người tự do, một người vô sự thực sự sẽ không đi về hướng cần sự công nhận như vậy. Một người khi đã sống trọn vẹn với con người thật của mình ở giây phút hiện tại, liệu có quan tâm nhiều đến họ mang danh hiệu gì, họ mặc quần áo gì, hay họ mang màu da chủng tộc gì? Họ chỉ muốn sống trọn vẹn với giây phút hiện tại và có mặt đầy đủ trong giây phút đó. Và người đó là người tự do ở giây phút hiện tại. Đó là điều đáng để trân quý nhất. Và vì vậy nếu ai đang còn đi tìm cầu, người đó chưa phải là con người tự do. Một người tự do sẽ thấy mọi sự vật hiện tượng trong đời sống này đều là phép nhiệm màu. Người tự do sẽ đi được từng bước chân thảnh thơi, và họ có mặt trọn vẹn như một con người sống động. Cho dù mọi thứ có luôn biến đổi xoay vần, thì người đó luôn cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Ai cũng có khả năng thấy được cuộc sống màu nhiệm, nhưng nếu chúng ta sống bằng sự lo lắng, muộn phiền hay tham đắm, thì chúng ta sẽ không thấy được sự màu nhiệm đó. Nếu bạn là một con người tự do thực sự, thì bạn sẽ thấy sự màu nhiệm đó của cuộc sống, bạn sẽ sống được với từng giây phút tỉnh thức. Chúng ta không cần đi du lịch mới cảm thấy được tự do, và bạn không cần phải đi đâu xa mới cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ cần bạn có mặt ở ngay đây vào giờ phút này,
bạn cũng có thể làm mình được tự do. Bởi vì tâm chúng ta giống như một người họa sĩ, tâm có thể vẽ ra bất cứ thứ gì, nó vẽ ra tam giới để bạn mắc kẹt trong đó, và nó có thể vẽ ra cõi tịnh độ cho bạn giải thoát. Tâm cá nhân chính là tâm cộng đồng, vì vậy nếu tâm bạn được tự do, có an lạc, thì bạn sẽ vẽ ra sự tự do an lạc đó, đâu cần phải đi đâu xa mới thấy được trời xanh mây trắng. Một con người tự do sẽ vẽ ra cho mình và cho cả người khác sự tự do an lạc đó, và do đó chúng ta sẽ có sự thảnh thơi ngay tại đây và ở nơi này. Những yếu tố của tham dục, sắc, danh không động được đến một người tự do. Nếu chúng ta vẽ trên các chất liệu như giấy hay gỗ, chúng ta có thể cất giữ cho riêng mình hoặc mang tặng người khác. Tuy nhiên những bức vẽ do tâm tạo ra, đó chỉ là hư không, chỉ tâm ta thấy được, không thể cất giữ cho mình và người khác. Do đó đừng để mình bị mắc kẹt vào những bức vẽ đó. Như việc chúng ta phải mặc những chiếc áo chi kiến và bó buộc mình trong đó, chỉ khi chúng ta cởi bỏ hết những chiếc áo trên người để lộ ra con người chân thật bên trong, tháo bỏ hết những gông cùm do chính mình mang lấy xưa nay, thì mình mới giải thoát mình tới tự do. Và bởi vậy việc buông bỏ những chiếc áo chi kiến, buông bỏ những phương tiện, những triết thuyết, để chúng ta có thể khám phá ra con người thật của mình, tìm thấy con người vô sự bên trong mình, để trở thành người tự do, không còn lo lắng, muộn phiền, buồn khổ, ganh tị, hay thất vọng. Một người tu tập chính là rèn luyện mình buông bỏ những lớp vỏ bọc bên ngoài, lột bỏ những chiếc áo. Mỗi người từng mắc kẹt vào những chiếc áo, thậm chí có người cả đời chỉ là những vỏ bọc bên ngoài, họ không bao giờ chạm đến con người chân thật bên trong mình. Chúng ta có thể mặc những bộ quần áo để bảo vệ mình, nhưng chúng ta không phải là những bộ quần áo đó. Chỉ khi nào chúng ta cởi bỏ hết lớp vỏ bọc bên ngoài, chúng ta mới tiếp xúc được con người thật trong chúng ta. Và chỉ lúc ấy, chúng ta mới buông bỏ được tất cả những gông cùng mình từng mang lấy xưa nay. Gông cùng có thể là những giáo lý, khái niệm và phương tiện, mặc dù đó có thể là vỏ bọc cho những danh vọng hay địa vị hấp dẫn. Nhưng con người thật chúng ta không phải là con người nô lệ cho ý thức hệ trong ta. Đừng bị kẹt vào bất cứ hình thức hay chủ nghĩa lý thuyết nào, cho dù đó là lý thuyết của Bụt. Chúng ta phải được tự do và trở thành con người tự do trong cuộc đời này. Hãy cởi bỏ những lớp áo để tìm thấy con người thật của mình, những bậc cổ nhân, thánh nhân và các bậc giác ngộ đã ban tặng cho chúng ta những chiếc áo. Hãy biết sử dụng chúng một cách khéo léo để tìm thấy con người thật của mình, và cuối cùng mình phải lột bỏ những lớp áo đó ra. Khi chúng ta tìm thấy con người thật của mình, chúng ta mới đạt được quả vị vô sự, đạt được tự do đích thực. Sự tự do không thể tìm cầu ở bên ngoài, chúng ta phải tìm kiếm nó ở bên trong con người của mình. Mỗi người trong cuộc đời cần phải đi đây đi đó, làm điều này điều kia, nhưng hãy trong tinh thần của người vô sự. Chỉ khi bạn có tuệ giác, có cái thấy mới, chúng ta mới trở thành con người mới, để sống cuộc đời mới hoàn toàn giải thoát. Ngày xưa, có hai nhà sư đang đi qua một khu rừng để đi tới nhận chức ở ngôi chùa mới. Hai người họ gồm một thiền sư và vị đệ tử trẻ tuổi của ông ấy. Cả hai người đều bước đi trong im lặng, chánh niệm và thanh thản. Khi đi đến một con sông nhỏ, họ phải băng qua nó. Hai thiền sư nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như không ai chèo thuyền ở nơi đây. Để tiếp tục cuộc hành trình, có lẽ họ cần phải lội qua sông. Khi họ bước xuống, thì bỗng có một cô gái trẻ chạy tới. Cô ấy nhờ hai thiền sư cho qua sông cùng. Cô gái nói, tôi không biết bơi, mà dòng sông này lại chảy xiết. Tôi đang phải qua sông để về nhà mẹ. Người mẹ của tôi đang bị ống nặng, tôi không thể chậm trễ hơn. Đứng trước cô gái, hai thiền sư trở nên lúng túng. Quy tắc của những người tu hành là không được chạm vào phụ nữ. Nếu họ bế cô ấy, họ sẽ vi phạm luật. Sau một hồi suy nghĩ, rồi không nói một lời, nhà sư lớn tuổi đã đi trước. Ông ấy đã đồng ý cõng cô gái qua sông. Đệ tử trẻ của ông ta cảm thấy ngạc nhiên với điều này. Anh ấy dường như đã mất tập trung và lội qua sông phía sau cùng với thiền sư. Sau khi qua tới bờ sông bên kia, vị thiền sư đã để cô gái xuống rồi tiếp tục cuộc hành trình. Người phụ nữ cảm ơn thiền sư sau đó rời đi. Hai thiền sư tiếp tục bước đi trong im lặng. Đi được một đoạn đường, người đệ tử trẻ không ngừng suy nghĩ về việc tại sao thiền sư của mình lại cõng một cô gái. Điều đó là trái quy tắc. Một lát sau, vị thiền sư trẻ đã không kiềm chế được những ý nghĩ của anh ấy. Anh ta lên tiếng hỏi thiền sư. Thưa thiền sư, tại sao ngươi lại đồng ý cõng cô gái qua sông? Như vậy là vi phạm luật. Người thiền sư lớn tuổi dừng bước, ông quay sang đệ tử của mình và nói. Ta đã thả người phụ nữ đó xuống bờ sông từ rất lâu rồi,
nhưng có vẻ như con vẫn cõng cô ấy đến tận bây giờ. Người đệ tử giật mình nhận ra, mình mới là người vi phạm quy tắc. Vị thiền sư tuy bế cô gái, nhưng ông ta không có chấp niệm về điều đó, còn người đệ tử lại chấp niệm ý nghĩ xấu đó mang theo trong đầu suốt hành trình. Qua câu chuyện này, thông điệp về cuộc sống trong thời điểm hiện tại, bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta muốn có động lực thay đổi cuộc sống, nhưng điều gì luôn kéo chúng ta lại, khiến bạn không dám buông bỏ. Chúng ta cảm thấy buồn về những điều đã xảy ra trong quá khứ, những cảm giác tội lỗi, hối hận và tức giận, sự thất vọng hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác. Tất cả điều đó, chúng ta mang theo gánh nặng bên mình, như những cây hoa hồng có gai, chúng ta tự làm tổn thương tâm trí mình. Do đó hãy học nghệ thuật buông bỏ, để tâm trí mình được tự do, và để cuộc đời mình được thảnh thơi tươi mới. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.